Có cả sắp à? Có phải bật sắp đi đâu? Đi Mỹ bắn tiếng Anh hơi nhiều, các bạn nhớ bật phụ đề nha. À, đi mẹ thế à? Kinh nhỉ. Video được dịch bởi Winh Trang ghi và sửa bởi Đáp Nguyễn. Mong mọi người xem vlog thật vui vẻ. Đi Mỹ ơi. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại là 9 giờ tối ngày mùng 10. Thì hiện tại mình đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay Nội Bài để bay chuyến đầu tiên là qua Nhật. Mình sẽ transit ở Nhật tầm khoảng 3 tiếng. Sau đó mình bay qua Chicago. Và từ Chicago mình transit ở đấy một chặng nữa. Rồi mình mới đến địa điểm cuối của mình là Iowa, nơi mà mình đã học tập và sinh sống suốt 4 năm đại học của mình. Hello mẹ. Đây là mẹ yêu của mình. Mẹ chào các bạn mẹ. Hello Mr. Bố. Thank you bố. Giờ thì cũng khá là muộn rồi, ra sân bay thôi. Mẹ, thế con đi 3 tuần này mẹ có nhớ con không? Được, đi cho nước nó trong. Thế còn bố sao? Đi luôn 3 năm được. Thế thôi đi vậy. Bố rất chiến nhờ. Ơ, tưởng ngồi thương gia. Mình vừa lên máy bay. Đấy chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được bay thoải mái như này. Nhưng mà đây mới là chặng đầu tiên thôi. Mình ngồi đây là ghế như là Premium Economy của Japan Airlines. Trước đây thì mình chỉ bay được hạng thường của Japan thôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ bay Premium Economy cả. Thì lần đầu tiên có được một cái trải nghiệm mà kiểu bay rộng rãi và kiểu thoải mái như này. Cũng thế. To thế nhở, phải tiếng to quá các bạn. Giờ là 7 giờ sáng, tôi vừa xuống sân nước bay. Nước ngoài còn Covid không nhỉ? Đây. Narita Nhật. Lại thế. Nhiệt độ ở Nhật vào khoảng thời gian này rơi vào khoảng tầm 7 độ C. Chung là ở Hà Nội còn đang nóng chứ sang đây lạnh dã man rồi các ông ạ. Không biết sang Mỹ nó còn lạnh như nào nữa. Thằng nào edit cho đó nhở? Rưỡi là boarding, 2 giờ chiều là bay. Nhạc là hơi to đấy, mic là hơi bé. Mẹ, cái thứ nhất là nhạc quá là to so với mẹ về cái sức nghe của tôi. Cái thứ hai là nhạc không hợp tí nào cả. Chicago nắng thế nhở? Này, như thằng Dép thì mẹ mày nó đi sang Mỹ kiểu nó đi học 4 năm ở bên đấy, nó đi lại nhiều. Kiểu nó, mấy sân bay này chắc nó cũng quen mẹ rồi ấy. Chứ đi mẹ bây giờ để một mình tôi đi như này thì có mẹ biết thế nào mà lần nhở? Tiếng thì đéo biết. Nó đi từ Iowa mà đi sang đi từ Chicago đến Iowa sao đéo đi máy bay luôn nhở? Hay là ngắn quá? Mà lại phải đi ô tô. Tao giống tôi thì mẹ mới đi từ Hà Lan sang Đức đi ô tô hết nhỉ? Thì không mẹ. Tôi chỉ có xuống cái lấy hành lý gái rồi mình về nơi mình ở ngày xưa. Về đây có cảm giác kiểu nostalgia vậy đây. Vừa bước chân ra ngoài cửa các bạn ạ. Lạnh vậy. Iowa baby. Oh really? This is Bob. You wouldn't even recognize him. Hello. Hi, honey. I miss you. Well, I missed you too. Say hello to the camera. I'm recording. Hi, camera. Đây là Donna. Đây là bà mẹ nuôi của tôi. I told him you're my host mother. I am. Yeah, all these years, and I'm back. Shut the door. I got you a gift. Oh. From Vietnam. I already know it's your birthday. I meant to come on this day because I know the 11th would be your birthday. It's not much, but it's like a silk kind of scarf. Oh, so okay. It's for your birthday. Happy birthday, Donna. Oh, love you. Thank you. Thank you, Dev. Love you too. I love you. Another one of my sons home to visit. Kết thúc
30 tiếng, bay từ gần 30 tiếng bay từ Hà Nội. Still tastes good, Donna. Thank you. Đi có mẹ, đến có 1-2 hôm ăn lắm thế. Bố mày điểm bạ tốn cơm tốn gạo. Tôi ngu quá các bạn ạ, đáng nhẽ mình phải đổ nước vào đây. Tôi đổ mẹ nước vào đây. Đúng đần luôn. Đấy xong rồi còn làm mà hỏng máy của bà ấy. Bà muốn đuổi mày lắm rồi đấy. Phẳng phẳng như này đâu mà nó sẽ có tuyết. Mình không biết là mình đã từng ngã ở cái dốc là bao nhiêu lần. Tại vì cứ đến mùa đông kiểu tuyết rơi các thứ ngày nào. Các bạn tin không? Tí địt mẹ tí đéo. Đây đéo có tuyết tí kiểu gì cũng ngã. Nào đi xuống mà kiểu chân. Cần đéo gì tuyết mới ngã. Trượt chân cái bịch và đít xuống thì thơ luôn. Đau vã lìn không ạ? Thề không? Còn mấy hôm ở Iowa đấy, nó, gia đình của mình đến lúc này là nó bị ngã rồi đấy. Chắc là không quay, cắt đi rồi. Thằng Joe để đón. Còn chiều nay sẽ kiểu đi ăn một chút đồ Việt. Xong rồi đi dạo quanh chơi với nó một tí. Bây giờ mình đi. Nó cảm giác mẹ cái gông rù này nó bị thiếu sáng hay sao? Sao nó mờ thế nhở? Không nét một tí nào mà để 2K rồi. Chơi với một trong những thằng bạn rất là thân của mình hồi cấp 3. Oh, how you doing, my man? What? How's it going, Joe? Damn. Không chiến nữa à? How's it been, Joe? You're pretty good. Say hi to the cam for me. What's up, y'all? This is one of my best friends. His name is Joe. Joe, mình chơi nhau từ rất lâu rồi. We go way back to Valley High, no? Yes, sir. Kiểu tất cả các hàng Việt Nam thì cứ nhà hàng Á nào cũng bán trà đá hết. There we go. Look at that. Nhìn cũng hấp dẫn phết đấy. Giống phở ở sân bay. Can you want some hoisin sauce, bro? Nước ok nhưng mà phải cho em tương đen không ạ? Tôi ăn phở ở đây tôi thích ăn nhiều tương đen. You want some hoisin sauce? Oh, you? Trông ông bạn ông đẹp này trông giống Rudiger vậy. For me. You at least know how to do it. Yes, sir. I get it. Uh-huh. Bend it like this. Don't do it the spaghetti way, though. Đúng là thần dược. Bây giờ sẽ cảnh sát đi theo ạ. Thằng lìn dâu này nó vừa... Lìn dâu này nó vừa giơ tay ra khỏi cửa sổ làm cái đéo gì. Sợ ai đái không ạ? He's a Polk City officer. Is that also like a Dodge Charger? Yeah, that's a Dodge Charger. That kind of cop drive. Sau 1 tiếng rưỡi đi thì cuối cùng bọn tôi chắc là nó dơ ra nhảy. Vừa gửi xe. À, bây giờ chắc là giống kiểu Mr. Bean ấy. Đi bộ xuống. Đi quanh khuôn viên trường một chút để quay ra. Tôi nói thật nhá, đi mẹ. Đéo vui mà ở Việt Nam. Thế cho nó nhanh. Thầy mấy đứa học sinh ở Mỹ này làm sao mà được như mấy đứa sinh viên ở Việt Nam. Các bạn có nhìn thấy cái hoa thịnh đốn này là cái gì ấy các bạn? À, trên bản đồ này có hoa thịnh đốn. Là đô thị hóa à? À, đây là khu vực đô thị hóa. Hoa thịnh đốn là cái gì? Washington á? À? Sao nó ghi là hoa thịnh đốn? Phút sau cứ tưởng đến sẽ có một xe Uber đến đón nhưng mà đã có gì hai đứa mà em đứng ở ngoài ạ. À. Đi mẹ à, mày bảo sao thích đi Mỹ? Dạ. Bảo sao thích đi Mỹ? Bảo sao thích đi Mỹ? Mới đi 3 tuần đéo gì đâu muốn về, muốn ở lại bên đấy. On your mood? On my mood. Ủa, các bạn nhìn tour guide. You got no culture. Come on, he's like the Vietnamese Justin Bieber. Shut the fuck up. Vãi lột, địt mẹ Justin Bieber Việt Nam. Địt có mẹ tao lậy mày. I mean, okay then, he's a Vietnamese. Wait, Iowa but Vietnamese? Okay, Vietnamese American. Okay, are you trying to be racist out here? I'm not. Come on,
có một cái tivi, một cái sofa, một bàn và một cái gương ở đây. Ở đây là khu vực không gian bếp, đây có một tủ lạnh, đây là phòng ngủ của tôi. Ngủ tôi thì có giường nhỏ. Các bạn phòng ngủ quá lớn thật. Ở bên này thì là phòng của Ly. Phòng Ly thì rộng hơn một tí. Còn đây là... Hello mọi người, bây giờ là 17:52, tức là khoảng 6 giờ chiều. Bọn tôi đã đi bộ ra tàu còn mẹ. Giờ 52, tức là... Hello mọi người, bây giờ là... Thế là khoe hình đền trá hình đi mẹ. Cần đéo gì phải dơ cái điện thoại ra cho bọn ta biết là 17:52. Cứ bảo là gần 6 giờ kém là được rồi. À, 17:52. Khoe hình đền 6 giờ chiều. Bọn tôi đi bộ ra tàu điện ngầm. Xong rồi bọn tôi sẽ đi bé cho chưa ăn cái pizza nào ngon hơn cái pizza này luôn. Kiểu cua mềm mà phô mai nó cũng béo ngậy ấy. Đi ăn pizza với người yêu cũ rồi chẳng có. Nhà ở đây nó hay có cái cầu thang ở trước. Uber tới rồi. Hello. Tao ở bên đấy thì mẹ là cả tháng đéo thuê cái xe mà đi. Ở New York, cho bạn nào chưa biết, thì có thể được coi là trung tâm của nhiều thứ, từ âm nhạc, hội họa cho đến thời trang. Đẹp vãi lìn thề. Đỉnh ngoại đài. Is this LV? Yes. Cái LV trang này to dã man. Hey. Chào mừng đến với những một căn phòng của chúng tôi. Nghệ sĩ và kiến trúc ở đây lựa dựa trên Los Angeles, nhưng nguồn gốc lại đến từ Canada. Ê, LV ở đấy, nhân viên người ta không bắt nên đứng chờ nhở. Mẹ, như đợt tôi sang Thái nhá, để vào bất kỳ cửa hàng nào, như ví dụ như LV, Gucci, đứng xếp hàng để mẹ đăng ký, mẹ vào nhân viên họ sẽ hỏi mày định mua cái gì, áo hay quần hay túi sách, đứng đấy chờ đến khi nào mẹ tao cho gọi vào thì vào, hay vãi lộn. Ở đây là bảo tàng thôi chứ. À. Tưởng là cửa hàng. Anh Tino. Cái đi con mẹ. Thể hiện tình cảm của thầy Oni. Mẹ thầy đi, thầy đi khắp cái LV ở Mỹ rồi. Tino ơi, Tino. All right. Thank you. Have a great day. Hết rồi không? Không có máy à? Không, thêm cái sạch. Thi đấu game gì? Mario. Mario à, phải mua thật. Này, thằng nào solo ra thua giỏi nhất bước vào solo tao nhá. 3 triệu bán. Nét đây người ta đang thi đấu super fast roll nên là hết mẹ máy các bạn đánh rồi. Nét này khá là bé, tôi vừa hỏi thì giá ở đây là giá một ngày day pass là 20 đồng. 20 đồng chơi unlimited. Tức là tất cả các loại máy ở trong kia. Còn một tháng membership là 75 đồng. Thích vào lúc nào cũng được, chơi cái gì cũng được. Nhưng mà... Các bạn đợi tôi tí nhá. Đợi tôi tí, tôi sang tôi ôm Phương Vi một cái đã. Dỗi rồi à? Không, dỗi đâu. Điên à? Tự dưng nhà nhắn vào Facebook cho tôi à? Chồng ơi, sang đây ôm vợ một cái. Không hiểu. 5 lốp nữa 1 triệu. Vòng chrome hết, nhân chrome hết. Fake note, chỉnh chung một cái. Con mẹ đi toàn đồ fake bảo sao xấu vãi lồn. Tàu đến rồi. Let's go. Outfit toàn fake bảo sao xấu. Thế là lạnh vãi đái không ạ? Chầm chờ. Ui đẹp nhờ. 20 phút. Ấy có vlog này nó có đi lữ thần tự do với cả cái gì không nhở? Có ra cái chỗ mà lữ thần tự do cầm đuốc không? Đấy thì chúng ta sẽ được chứng kiến tự do ở một khoảng cách gần hơn. Bên này chính là phố tài chính, đấy, phố Wall các kiểu đấy. Sau khi đi tham quan tượng lữ thần tự do xong thì mình sẽ đi bộ ra đấy để quay. Thấy gì không? Hơn ở đâu nhở? Em,
Mẹ mà New York nó còn gì nữa. Đéo đẹp vào mặt tôi. Xin giới thiệu cả mọi người, tượng nữ thần tự do. Ôi, tôi tưởng có tượng nữ thần tự do nó to lắm mà. Thì được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886 bởi nhà thiết kế người Pháp Federico Auguste Mattoni. Mẹ mày chắc nhìn điện thoại này. Mấy lần đá máy em nhìn điện thoại đọc này đi. Mẹ ơi. Mẹ phải gì thuộc. Rất là nhiều công trình khác trên thế giới. Chụp cái nào các bạn ơi. Chụp ảnh cái đó, lưu niệm cái cho người dân Nam Châu nhỉ. Lại nhe răng này, chuẩn bị nhe răng này. Ơ đéo nhe răng à? Tưởng nhỉ, nhe răng nha. Mọi cái này mẹ. Chúng mà may mắn à? Đâu, có đâu xu không cho anh cái coi. Để mà phải ít lại mọi người này. Anh phải cắt gió dùng các thứ à. Thì mẹ mày ném thẳng như này nó rơi con mẹ ra. Thứ 30 Đông Bắc à? Lực 60 này. Tung như này này. Địt có mẹ biết ngay mà. Mẹ đéo ai ném xu ném kiểu này thì mẹ ném kiểu này kể cả nó có vào trong máng thì nó cũng đẩy ra ngoài. Mình phải tung như này. Thế này nếu mà ném chúng có may mắn thì ném trước có bị xui xẻo không? Chờ rồi mình phải redeem lại. Để nhìn kỹ này. Lại ném kiểu này. Thì bạn gió mạnh quá. Ai hao cao đủ tiết không? Không, không ra. Mấy đấy đang hơi run. Yo, let me redeem myself. Chú Biden. Có xu không? Hay là sở giao dịch chứng khoán New York. Mọi người thấy rất là đông người chụp ảnh ở đây. Ok kìa. Theo truyền thống của New York thì ảnh ở đây. Mẹ em cho trâu vàng ngửi chim mà. Phải cập cất. Theo truyền thống của New York thì chụp ảnh với trâu không nên sờ vào đầu. Mà thực chất là đây các bạn thấy một cái hàng dài đang xếp ở bên này không? Rất quen thuộc. Nike. Nhưng mà đây khác là Nike. Đây ở đây so có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng. Cả đời tôi chưa thấy cái. Chắc chắn nha, toàn Việt Nam xuất sàng. Đấy, thế cho nó nhanh. To Nike nào to nhỉ? Tôi thề với các bạn vào đây chỉ có thấy made in Việt Nam thôi. Ở đây không ạ? Dã man luôn. Luôn vui tươi. Supreme LV. Khi đi mẹ có dặn dò. Cái gì phê quá thì đừng có chơi. Mẹ ơi con biết vâng lời. Cái gì phê quá con chơi vừa đủ. Ê cái nhà này cái kiểu nhà này hình như ở Singapore có sao ấy. Hôm trước tôi xem vlog gia đình nhà Cam hình như cũng có cái nhà kiểu như này sao ấy. Nghĩa là một cái văn hóa ẩm thực của Nhật, tức là hãy phó mặc tin tưởng cho người đầu bếp. Tức là khi bạn vào đây thì bạn sẽ không gọi món mà đầu bếp sẽ tự chọn món cho bạn. Trong một cái suất ăn omakase thì có. Mày thế máy mà vào mẹ phải tao đầu bếp thì thôi. Ồ, đà đầu bếp sẽ chọn cho bạn khoảng tầm từ 9 đến 15 món. Wow. Đây là nhà hàng mà tôi ăn thử các ông ạ, Mojo. Bên bếp trưởng của bọn tôi. May I ask what's your name? My name is Eric. Eric, okay. Bếp trưởng Eric sẽ là người phục vụ món của tôi hôm nay. Ui, cái gì đây? Ui, không biết đang làm món gì nhỉ? Cá thì cá hamachi à? Hamachi à? Này là cá à? Okay. Thank you. Ủa, đây là cá hamachi không ạ? Biết ăn ngon không? Tôi trộn tí vừng mà ăn thử xem cá hamachi ngon không? Ủa. Ngon biết không ạ? Nhưng mà cảm giác cái miếng thịt này nó không dai ấy. Nó không dai mà nó cũng không mềm. Chả hiểu như nó kiểu gì. Mà ăn ngon quá. Nó giòn giòn, sật sật đúng không? Đây món thứ hai như kiểu món cá trích. Ở ngoài hơi cháy một tí. Ở trên thì có hành. Thế là cái gì đấy. Ngon.
Ở Việt Nam có kiểu ăn này không nhỉ? Ozo rồi đấy. À mozo chứ. Có à? Đáng nào có thể thử đi ăn vậy. Ui, thế cả mỗi lần xón được một miếng à? 2.8 triệu một người quá à? Phải biểu thật. Tắt tê. Cái gì nhỉ? Cơm với cá nó có từ đúng không? No. Nigiri. Đúng không? Nigiri cá 20. Ui. Tan mẹ ông miệng luôn. Tôm à? Ngon nhất luôn. Wow, mọi người bảo là ngon nhất. Nhưng mà không biết là ngon nhất ở đây từ trước đến giờ phải không? Wow. Ngon thật. Ngon đã lắm. Mùi đạt hơi cay tí mà ngon dã man. Wow. Lườn cá ngừ không ạ? Có thể ăn bằng tay được không? Ngon không? Akame chuki. Cá ngừ mà nó mềm như kiểu miếng cà chua ấy. Bao nhiêu món nhỉ? Lúc nãy nó nói bao nhiêu món nhỉ? Ngon vậy. Quả bò wagyu trong truyền thuyết không ạ? Câu nhìn màu này. Đẹp dã man thề. Nếu bé giờ chưa ăn miếng thịt bò nào đẹp món này. Mới chỉ xem trên YouTube hôm nay mới được ăn thật ngoài đời. Bò wagyu này non không mà người ta đã dùng cái khò người ta đốt ở bên ngoài. Kia có vẻ như kiểu miếng pate hay cái gì. Đốt tiếp luôn cả pate. Rồi cái lớp thịt bò với cả cơm thì nó còn một lớp rong biển nữa không ạ? Món này cầu kỳ vậy, 7 bước à? Cũng là món chính. Bò chúng ta trải bò wagyu 2021 MVP wagyu. Thank you. Wagyu beef với đồng bò quả. Đầu tiên là ăn bò ấy. Thịt mẹ mà đớp nhanh không rơi. Mẹ ăn rơi lại. Nhịn bây giờ. Ủa. Bò mềm vãi luôn đúng không? chưa bao giờ ăn một loại thịt bò nào mà nó nhiều như thạch ấy. Nó mỡ mà nó ngon mà nó ngọt như kem không ạ? Xong rồi giúp. Ui. Món này là món lươn á. Mọi người ạ, món lươn. Em sẽ ăn anh Độ ơi. Ui, anh ngon đấy. Bữa rồi vừa ăn xong không ạ? Bữa rồi ngon mà hơi chát, 4 người hết tầm 470 đồng. Bây giờ bọn tôi ăn lởm mấy bà, triệu. Hôm nay có máy không? Đến quán hết rồi không ạ? Lại về quán hết rồi. Hôm nay không có dạy nên trông có vẻ vắng hôm qua nhiều. Bây giờ có máy không? Ui. Máy ở đây dùng ghế Secret Lab Titan Evo luôn không ạ? Đắt thật. Có ông kia chơi Sego này. i7 8700K, 16GB. Cả đọa GTX 1080. Đéo bằng máy net ở Việt Nam. Thế chứ nó nhanh. Bảo là nó có tính tiền 1 giờ đúng không? Là bao tiền? 5 đô 1 giờ. Nhưng mà bây giờ nó hủy rồi. Bây giờ nó chỉ có cho các ông chơi 20 đô một ngày tẹt ga thôi, chứ không được mua theo giờ nữa. Thế mà coi như là bọn tôi trả 20 đô để chơi đúng một tiếng rưỡi. Từ bây giờ 12 giờ. Ở đây kia dùng bàn phím chuột với cả pad chuột 2PX. Tai nghe thì không biết ở đâu. Theo quả bàn phím cơ này số ít hơi lởm. Ủa không ạ, tôi vẫn còn nick lở Mỹ của tôi. Danh lại còn 31. Không hiểu ai chơi. Bây giờ tôi với cả em Lân của tôi, fan của tôi. Từ thời Twitch TV solo Yasuo. Rồi lên sân bro vui. Lên sân bro vui đã, bình tĩnh các cháu ơi. Bình tĩnh thế nào. Thì tôi cho các bạn xem. Bạn hốt. Vote số 1, vote cho Dev, vote số 2, vote cho rồi nhá.
số 1 vote cho tôi. À là số 1 vote cho số 1 vote cho nó. Còn số 2 vote cho tôi nhá. Ôi thật chết rồi. Ôi giời ơi, đi căn mà quên mẹ mất ạ. Đáng định chơi bẩn tí. Tay nó đổ spell được không? Sao? Ôi vẫn kịp mày, à, mày chết mày tao. Bố kiệt sức này. Không đá máy nhá các bạn ơi, không đá máy nữa. Cái hút này hơi to, cái hút to sẽ giảm gọi như là kỹ năng các bạn. À, đối thủ ấy, ui ôi, nhá, thông thạo năm thì đi mấy à. Ôi mách à mà né, tôi còn gọi là Picasso chứ nè. Mày chết tôi. Ui giời ơi, đẹp quá em ơi. Ui, lé liền. À, như nào? Mày chết rồi con ơi. Mày chạy đâu? Ui giời ơi. Tuổi nói thế cho nhanh. Bờ đánh con Lee Sin này. Biết anh Lee Sin không? Chưa đánh bao giờ. À thế thôi, thế lại đánh nhá. Này không, xanh chín đánh ra xua tiếp cũng được. Lee Sin đúng không? Đợi tí bị kiếp thắng bạn à. Lee Sin OBGGBS. Chung ở trên này nó có dạy các bạn các cái kiểu gọi là cơ bản. Để tôi cho các bạn xem đây, lật xem lần nữa. Khi các bạn xem search cái cụm từ Dev Nguyễn Lee Sin ở trên YouTube này. Đấy, các bạn thấy clip 1,1 triệu view. Đây, nhìn nhỉ. Mày nhìn hồi trẻ anh đánh. Úi giời ơi, mày à, hết nước chấm chưa? Mù mắt chưa? Mày mù mắt ngay chứ còn gì nữa. Đây mọi người, Dev dạy các bạn kỹ năng cơ bản cho solo nhá. Này. Bạn thấy chưa? Ngày xưa ngay cả những người anh như kiểu Doanh Duy Cầu Giấy hay là anh Khánh ở đâu nhỉ? Khánh Bắc Ninh đúng rồi, cũng phải học cái con Lee Sin của tôi, solo và kiếm dài 3 bình máu. Đấy các bạn nhìn khiên Doran kia, nhìn là biết là rau dưa rồi. Nhìn là biết thua rồi. Game thủ này hơi lôm côm rồi. À đây. Khi mà solo đầu đố các bạn biết là ta nên tăng gì. Đúng rồi đấy. Ừ, đau chưa? À, bao nhiêu máu chưa? Ủa sao nó 500 máu chưa? What the fuck? Này em chơi khiên Doran kìa. Này chơi phòng thủ á không ạ? Tất nhiên là đi về. Thực ra mình về không phải để hồi máu mà để dẫn kiểu đoàn quân của mình ra trận thôi. À, dẫn lính. Let's go baby. Còn mẹ. Đi Mỹ xem mà đánh như solo Yasuo với cả Lee Sin ăn cặc cả. What you want to see? I was down. Where you from? Mất thời gian. Từ đợi tí đấy, đừng đánh creep vội. Bình tĩnh, rồi vội đấy, nhà đâu vội đấy. À nhìn này, hiểu chưa? Farm cứ farm bình tĩnh thôi. Nó phòng thủ thì là việc của nó. Yes sir. Ôi trời ơi. Đấy. Dậm phát thôi biết thua rồi. Ôi trời ơi. Beautiful luôn, một đàn lính. Bú rồi. Ôi trời ơi, anh vẫn còn sống nhăn răng. Ôi, làm gì đấy. Ôi. Bình tĩnh nào chú em. Tôi giả vờ nhà tí thôi các bạn. Giả vờ nhà tí thôi. Vờ nhà tí thôi. Đấy, hiểu chưa. Ôi ôi, tăng đúp thế này thì chết rồi. Tăng đúp rồi, ôi chết con mẹ, ăn xong trúng nhờ. À, hết rồi các bạn. Ôi, thế bị còn ăn cứ thôi. Nhà đó. Ôi ôi ôi. Các bạn thấy tôi bình tĩnh vãi hồn. Không có gì ở Benic cả, chết rồi. Ôi. Khổ quá, cái này nó W chậm. Con mẹ ảm nút này đúng gà luôn rồi tôi. Trận thứ hai thôi. Các bạn, thực ra tôi cố tình thua tại vì tôi chơi game dưới góc độ của một người sáng tạo nội dung cũng như là tổ chức giải đấu thôi. Đánh thì nên đánh đến trận thứ 3 để cho nó kịch tính. Chứ còn nói thật với mọi người là đánh thì đánh bo ba, đánh 2 trận 2-0 thì chán lắm. Lại khiên đô ra lại thề. Chơi đúng bẩn luôn thôi. Bây giờ mình kiểu thấy người ta chơi bẩn nên mình cũng kiểu chơi theo cho công bằng. Không mắc công lại bảo là đổi tại đồ ấy. Ôi trời ơi. Thực ra tôi thấy rằng em tôi đã thua quá. Kiểu cố tình thua tí. Ôi dồi ôi. Thanh với Trần Lịch. Ok. Ừ nhá, đợi tí. Ui, làm gì đấy? Ui, cái gì đấy? Mày
mày ơ cái sao đấu đội đăng của cơ thế đợi mãi đội đăng nó không lên luôn ạ, bực thế. Ôi trời ơi, sợ liền. So, like, thôi chắc là bây giờ mình ra sân bay đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những thước phim tiếp theo ở Texas. See you guys. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ai chưa like, subscribe cho mình xin một like, subscribe nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye. Yêu mọi người. Love you. Kiểu mặt Ly này đang mẹ làm phiền bố mình mấy hôm đi mẹ mới đi. Yes. Peace. Thank you.